giờ chúng tôi xin công bố giải nhất của cuộc thi hội họa quốc gia năm nay thuộc về cậu bé Tiểu Bảo Bảo với bức tranh Phong cảnh thiên nhiên. Tuy nhiên hôm nay cậu bé không đến nhận giải. Chứ có phải là Tiểu Bảo Bảo hàng xóm nhà mình không? Tham gia một cuộc thi lớn hơn, đó là hội họa Tiểu Bảo Bảo chứ ai? Chúng ta cùng cho cậu ấy một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần nào. Dễ bận cái gì? Đấy, con nhà người ta thì nhận giải này giải nọ, con nhà mình thì tối ngày ngồi chơi gấu bông, chẳng có cái tài năng gì cả. Có mà, mẹ quên là con có một tài năng hết sức đặc biệt à? Thật á? Thế con có niềm đam mê với môn nghệ thuật nào? Chỉ cần nói cho mẹ biết thôi, mẹ sẽ đi tìm thầy, thầy giỏi nhất, để đào tạo cho con trở thành nhân tài quốc gia luôn. Thì bà nội nè, bố nè, với mẹ nè, hay nói con có tài năng như thế. Trời ơi, con với chả cái, chỉ được cái lanh cha lanh chanh là giỏi. Đúng là tài lanh mà. Thì tài lanh cũng là tài, nhưng mà nhiều khi con cũng cảm thấy tủi thân lắm. Đêm nào ngủ con đã vắt chân lên trán và suy nghĩ, tại sao mẹ để con ra lại không có một cái tài năng gì cả, trong khi mẹ của Tiểu Bảo Bảo Thúi để ai ra cũng có tài. Ngươi đi làm ca sĩ, ngươi đi làm họa sĩ, công nhận mẹ của Tiểu Bảo Bảo Thúi tài thật đấy. Không, con phải có tài, con phải trở thành họa sĩ. Từ ngày mai con phải luyện tập cho mẹ, mỗi ngày vẽ 10 bức tranh. Oh no. Con dù có luyện tập thế nào cũng không thể thành tài được đâu, bởi vì con không có tài năng gì cả. Thế là từ ngày mai con không được vẽ nữa hả mẹ? Con không cần vẽ nữa. Mình phải lấy bức tranh nào để nộp cho cuộc thi tìm kiếm tài năng hội họa nhí đấy nhỉ?
một bức thật là đẹp. Rồi mẹ mình sẽ rất là bất ngờ vì khả năng của mình. Bức nào cũng đẹp hết. Wow, đây rồi. Đây là một bức tranh về mẹ. Nếu mà bức này được giải thì chắc chắn mẹ mình sẽ tự hào về mình. Yeah. Để cho tất cả mọi người biết rằng dù chúng ta không có năng khiếu nhưng chúng ta tự tin cố gắng thì cũng sẽ được công nhận mà thôi. Đấy, tất cả là nhờ công lao của mẹ đấy. Con cảm ơn mẹ nhá. Và giải thưởng này thuộc về một bé gái có tên là Thơ Nguyễn với chủ đề bức tranh về mẹ. Đây là bức tranh xấu nhất mà chúng tôi từng thấy, nhưng chúng tôi vẫn công bố giải này là để cổ vũ tinh thần cho các bé khác khi các bé vẽ chưa đẹp hãy tự tin tham dự, bởi vì đã có một bức tranh xấu kỷ lục từ trước đến giờ rồi và chúng tôi cũng tin rằng sẽ không có một bức tranh nào có thể xấu hơn bức tranh này được. Chúng tôi cũng có một thắc mắc là không biết ngoài đời mẹ của bé có xấu thực sự như thế này hay không, hay là bé đã cố tình vẽ mẹ của bé xấu đi. Thì nếu hôm sau mẹ của bé dắt bé đến nhận giải, chúng tôi sẽ xin chụp một tấm hình để làm kỷ niệm. Không biết mẹ của bé có đồng ý hay không nhỉ? Tất nhiên là mẹ con luôn sẵn sàng đi chụp hình với mọi người rồi. Mẹ con giống y hệt tranh, mẹ nhỉ? Thơ, từ giờ không vẽ rồi nhé. Thơ, tại sao cậu khóc? Một người như cậu thì làm sao mà hiểu được làm sao mình phải khóc? Thì cậu cứ nói đi, biết đâu tớ lại giúp được gì cho cậu thì sao? Ừ, cũng đúng, chuyện là như thế này này. À, hóa ra là như vậy. Tớ thấy chuyện này cũng đơn giản đấy mà. Đơn giản gì mà đơn giản, thì đơn giản đối với những người có năng khiếu vẽ như cậu thôi. Nhưng mà đâu phải ai cũng có năng khiếu đâu. Tớ thấy có những người không có năng khiếu cũng vẽ rất là đẹp. Quan trọng là người ta phải chăm chỉ luyện tập. Thôi cậu đừng nói xạo nữa. Mình cũng đã luyện tập biết bao nhiêu ngày tháng nhưng mà vẫn không vẽ đẹp đấy thôi. Thế à? Thế thì có thể là cậu đã luyện tập sai cách. À mà này,
cậu có biết pop jam không? Pop jam? Đúng rồi, pop jam đó. Nghe quen quá. Có phải nó là một loại thuốc uống vào thì sẽ vẽ đẹp như cậu không? Không phải. Pop jam là một mạng xã hội dành cho các bạn nhỏ. Ở đó thì có rất là nhiều người có sở thích vẽ như chúng ta này. Và các bạn ấy thường xuyên chia sẻ những cái bức vẽ của mình lên trên đó để cho mọi người vào xem, vào nhận xét, vào đánh giá và chia sẻ những kinh nghiệm của người ta đối với cái bức vẽ của mình. Như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta tiến bộ hơn và càng ngày càng vẽ đẹp hơn. Đúng rồi. À, có phải là nhờ bóp jam mà cậu mới được giải không? Cũng không hẳn là như vậy. Là do một phần là tớ có năng khiếu nữa. Nhưng mà tớ nghĩ là nếu mà luyện tập chăm chỉ thường xuyên và đúng cách thì sẽ có thể vẽ đẹp thôi. Nào bây giờ tớ sẽ giúp cậu luyện tập vẽ mẹ bằng pop jam. Biết đâu mẹ cậu sẽ thích thì sao. Đầu tiên là phải mở ứng dụng pop jam lên đã. Đó. Sau đó cậu chọn vào đây. Ôi sao mày á? Đúng rồi. Mình đã vẽ xong mẹ mình rồi, cậu nhìn xem thấy thế nào? Ừ, tôi thấy là cũng có thể chấp nhận được rồi đấy. Đẹp rồi đúng không? Cũng ổn ổn rồi. Nếu mà cậu đem đi khoe mẹ thì có thể là mẹ sẽ không la cậu nữa rồi. Không, mình muốn chắc chắn cơ, để mình vẽ lại nha. Ok. Đây. Oh, đẹp quá, đẹp quá. Thật á? Thật, bức tranh này rất là đẹp. Vậy thì đem đi khoe mẹ đi. Mình phải đem đi khoe mẹ ngay đây. Cảm ơn cậu nhé. Không có gì, nhớ trả điện thoại nữa nhá. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi. Vừa rồi là một tiểu phẩm hết sức vui nhộn mà chị và mẹ Tiểu Bảo Bảo Thúy đã dựng lên. Qua tiểu phẩm này thì chị muốn truyền tới các em một thông điệp rằng mùa hè thì đã tới rồi, các em có khá nhiều thời gian rảnh rỗi đúng không nào? Hãy lên bóc trang và tham gia cuộc thi vẽ tranh của chị. Chủ đề của cuộc thi vẽ tranh lần này đó chính là vẽ mẹ. Và anh và chị Thơ sẽ lựa chọn ra một bức tranh có hồn nhất. Chúng ta sẽ không xét theo tiêu chí đẹp nhất, bởi vì mẹ của các em thì mỗi người mỗi vẻ, mà sẽ xét theo tiêu chí là bức tranh nào có hồn nhất và thể hiện tình yêu thương nhất, đúng không ạ? Thể hiện tình yêu thương của các em nhất đối với mẹ của em thì sẽ được chị Thơ làm clip vinh danh trên Pop Jam. Đồng thời cũng bạn đấy cũng có cơ hội may mắn nhận được một set Neon Star. Đây là giải thưởng của Bob Jam. Còn chị thì sẽ vinh danh bạn ấy ở trên Bob Jam. Chị biết rằng có rất là nhiều bạn vẽ đẹp, nhưng mà chị sẽ cố gắng công tâm để chọn ra một bức tranh, các em cứ yên tâm đi nhá. Còn nếu mà bạn nào chưa biết tài khoản Bob Jam của chị thì các em có thể lên Bob Jam và gõ chữ Thơ Nguyễn. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích tiểu phẩm này thì hãy cho chị và anh Tiểu Bảo Bảo Thúi một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở video sau.